Bảo và Dũng Mino xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Nhà Mình. Vẫn là khung giờ phát sóng quen thuộc 11:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Và Dũng đang thắc mắc là không biết ngày hôm nay thì Bảo sẽ tiếp tục giới thiệu một món đồ uống mới nào tới với Dũng đây. Bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây. Nhìn ở trên cái gian bếp của mình ngày hôm nay thì với những nguyên liệu rất là đơn giản, Dũng có thể đoán được là gì không? Ở đây thì là có đùi dừa, có hạt sen, nước lọc. Cái này là không phải là nước lọc đâu nha. Ủa, vậy là cái gì? Là nước dừa. Nước dừa. Nước vậy dừa. Thì ngày hôm nay Dũng sẽ tạm đoán là chúng ta sẽ có món nước dừa hạt sen. Ngày hôm nay sẽ có cái món tên là sinh tố dừa hạt sen. Sự kết hợp rất là độc đáo, tại vì Dũng nói là Dũng chưa uống sinh tố dừa đúng không? Vậy là hôm nay sẽ có rất là nhiều cái thú vị cho Dũng để xem cái cảm nhận của Dũng về cái sinh tố dừa như thế nào. Bình thường thì nước dừa thì chắc chắn là phải uống rồi. Nhưng mà cái cơm dừa thì Dũng sẽ chỉ ăn bình thường thôi, chứ chưa có thay sinh tố đúng không? Nếu mà để xây được một ly sinh tố dừa ngon á thì mình phải chọn cái cơm dừa gọi là nó phải cứng hơn tí xíu. Cái miền Tây dùng cái từ gọi là cứng cãi. Ủa nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể biết được là ở trong cái cơm dừa đấy nó cứng hay nó mềm, thì có một cái cách lựa chọn nào không ta? Nếu như mà là dân chuyên về thứ dừa, nhìn cái vỏ của cái trái dừa bên ngoài á là mình sẽ biết được cái trái dừa đó là nó già chưa, trái dừa đó nó còn non hay không, hay là trái dừa nó đã khô rồi. Nếu như mà thuộc về nằm trái dừa khô á thì mình lấy cái cơm dừa mình làm cái chất béo là những cái nước cốt dừa. Còn cái dừa mình uống là cái giai đoạn đầu tiên, cái dừa thứ hai là dừa cứng cãi và cái dừa thứ ba là dừa khô. Đó là cung cấp thêm những kiến thức cho Dũng. Nghĩa là cái dừa này nó cũng không quá mềm, nó cũng không quá cứng. Đúng rồi, nó nằm ở cái giai đoạn giữa. Miền Tây sẽ gọi là dừa cứng cãi. Cái cơm dừa này nè, khi mà mình xay sinh tố như vậy á, nó vừa phải, nó béo. Nếu như mà Dũng sử dụng cái cơm dừa mà nó cứng quá, khi mà mình xay ra nó sẽ bị khô. Và mình uống nó có cảm giác là nó bị lờn cờn, rất là khó chịu. Còn mềm quá thì xay nó cũng không ngon. Đó, giải thích theo Dũng như vậy. Và bây giờ thì mình cũng bắt tay vô mình làm cái món này. Mình sẽ xay chung tổng hợp với những nguyên liệu mà nãy Bảo có chia sẻ với Dũng là nước dừa với hạt sen. Bình thường thi thoảng là Dũng có ăn hạt sen không? Cũng khi thoảng ăn hạt sen lắm. Nhưng mà thấy là có cái tác dụng gì mang lại cho mình khi ăn hạt sen không? Bình thường thì Dũng thấy khi mà mình ăn hạt sen vào ấy thì mình cảm thấy rất là thư thái này. Rồi giấc ngủ mình ngủ sâu hơn. Rồi là mình cũng thấy như kiểu là tinh thần nó sẽ thoải mái hơn. Thường là hạt sen sẽ giúp là hỗ trợ trong cái việc về tim mạch nè, rồi giúp cho mình cũng ngủ ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái máy xay như thế này. Dũng giúp cho Bảo là cho hết cái phần cơm dừa vào đây. Cái hạt sen này có hơi ít quá không ta? Nhưng mà xay như thế này thì hết mất. Muốn thêm như thế xíu. Thêm một cái độ béo một xíu. Thích hạt sen đúng không? Chịu hết lòng luôn á. Rồi. Wow. Được nha. Rồi bây giờ mình cho nước dừa. Cái nước dừa, một cái lượng nước dừa vừa phải thôi. Nè, nước dừa tươi. Vừa phải là như thế nào đây? Nói chung là giống như là bình thường một cái lượng sữa. Dũng mà để nhiều quá, Dũng xay sinh tố nó sẽ bị loãng. Một nửa nha. Đó kia đi. Ui giời ơi. Sao vậy? Sợ lộn nữa rồi. Rồi, thêm cho một tí xíu nữa. Rồi, được rồi. Tùy vào đồ ngọt của Dũng thì cho vào cái nước đường giúp Dũng Bảo. Dũng nghĩ là với cái món này thì chúng ta sẽ cho hơi ngọt một chút xíu. Đúng rồi. Nếu như mà không ngọt thì Dũng cảm giác như kiểu các cái vị nó không được dậy lên á. Thật thêm thiệt nữa. Rồi. Không hợp lý đấy. Bây giờ Bảo sẽ cho đá vào. Kết cấu của nó cũng có vẻ rất là sánh mịn đúng không? Ví dụ như là mình muốn uống nó tươi mát hơn tí thì mình cho nhiều nước dừa hơn thì nó sẽ không bị đặc như thế này đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà Dũng mà muốn cho nó loãng hơn tí xíu thì có thể thêm sữa tươi không đường hoặc là thêm nước dừa tí xíu nữa thì sẽ loãng. Dũng trang trí thêm đi. Trang trí nha. Bỏ sen lên trên đây để biết là trong này là có hạt sen nha. Thêm một cái màu xanh xanh nữa. Như vậy là coi như mình đã hoàn thành món này. Bây giờ là cảm nhận của một người chưa từng uống sinh tố dừa theo cách pha của người miền Tây. Đầu tiên Dũng nhìn cái ly Dũng thấy như thế nào? Cảm quan tôi thấy là rất là đẹp nha.
trang trí rất là bắt mắt nha. Thật ra là bình thường là Bảo chỉ xây dừa không thôi, không có hà sen. Nhưng mà ngày hôm nay là muốn cho độc đáo hơn, muốn mang đến một cái công thức mới lạ hơn cho Dũng và quý vị khán giả, nên thêm hà sen vào. Đó, và bây giờ uống cảm nhận quý vị nha. Khi mà Dũng uống thì Dũng cảm nhận thấy một cái vị béo béo của cốt dừa, thơm của dừa, thơm của sen. Nhưng mà cái vị mà khi mà sen và dừa kết hợp lại với nhau ấy, nó lại không rõ sang một cái vị nào cả. Là mình cảm giác như kiểu cái đồ uống này nó rất là tươi mới, nhưng mà nó vẫn còn một cái độ gọi là lẫn cơ sen của cái sen, của đúng, sen đúng không? Đó là lý do tại sao Bảo không sen nó quá nhuyễn. Bảo muốn để cho Dũng có một cái cảm nhận như vậy. Ra Bảo tin Dũng cái là vậy nè, cái lượng nước đường rất vừa phải, vừa phải, rất ngon luôn. Nếu như mà nãy mình không thêm cái nước đường thiếu là nó sẽ bị thiếu cái đồ ngọt. Thì đây một cái loại thức uống mà bạn thấy tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, là giúp cho chúng ta ngủ ngon, cung cấp cho chúng ta thêm được chất dinh dưỡng cho cơ thể nữa. Và hy vọng rằng không chỉ Dũng Bino đây đâu, mà tất cả quý vị khán giả cũng sẽ thực sự là thành công với món này, với những nguyên liệu chúng ta rất là dễ tìm mua hiện nay ở bất kỳ nơi đâu. Rất là cảm ơn quý vị khán giả luôn dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Bếp Nhà Mình. Và một lần nữa thì Nguyên Bảo và Dũng Bino xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 11:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Nguyên Bảo và Dũng Bino xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo. Tạm biệt.